Đây là chiếc DJI Mini 4 Pro và đây thực sự là một chiếc drone dành cho tất cả mọi người. Một chiếc flycam mà anh em có thể dùng để đi phượt, đi du lịch, quay vlog, quay phim, quay đất đai, bất động sản, làm công việc, thậm chí là chụp hình, quay những thước phim nghệ thuật đều đáp ứng tốt. Tại sao mình nói chiếc drone này là chiếc drone dành cho tất cả mọi người? Bởi vì ở một cái mức giá đâu đó tầm khoảng 20 triệu đồng, nếu mà full combo thì tầm khoảng 26 triệu, thì anh em chúng ta có thể sử dụng như một chiếc drone để đi du lịch, đi phượt vô cùng nhỏ gọn và tiện lợi. Cái thứ hai nữa là đối với những anh em nào chúng ta cần sử dụng trong công việc, quay phim và chụp hình nó ngon lành một xíu, làm những thước phim nó nghệ thuật, thì con này hoàn toàn có đủ khả năng để đáp ứng ở một cái mức độ là cơ bản, và thậm chí là nếu anh em nào chuyên thì cũng chúng ta có thể sử dụng và tối ưu hết những cái tính năng và chức năng ở trên con drone này một cách rất là tuyệt vời luôn, với một mức giá không quá cao giống như những cái dòng flycam như là E3 hay là Mavic 3 của DJI. Thì con Mini 4 Pro này ra mắt thực sự là một chiếc flycam cho anh chúng ta có thêm những cái sự lựa chọn và phù hợp với nhu cầu tài chính hơn. Về thiết kế thì con Mini 4 Pro này không khác biệt gì nhiều so với con Mini 3 hay là Mini 3 Pro trước đây cả. Nó sẽ có những một vài chi tiết có thể nói là nâng cấp và giúp cho người dùng có những cái trải nghiệm nó tốt hơn. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái quàng bảo vệ cánh như thế này, rất là dễ tháo lắp, dễ tháo và dễ lắp. Đấy, các bạn chỉ cần xếp cánh ngay ngắn như thế này và nó sẽ có hai cái gờ chỗ này, chúng ta sẽ đặt vào cái phần bụng của flycam đó và chúng ta sẽ vòng lại và chỉ cần nhấn một cái là nó đã vào rồi. Đấy, rất là nhanh và gọn, giúp cho các bạn có thể là tóm gọn nó lại. Đấy, cánh nó không có bung ra và đặt trong ba lô, trong túi sách mang đi dễ hơn. Đây là một cái điểm mới ở trong phần thiết kế. Cái thứ hai nữa là cái phần mà ốp cái camera này thì tháo lắp cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần bật nhẹ cái ngàn máy lên là chúng ta đã có thể lấy ra rồi, thay vì là những cái động tác nó hơi khó một chút như ở cái dòng Mini 3 Pro hay là dòng Mavic, thậm chí là Mavic 3. Cái kiểu dáng thiết kế đóng nắp như này rất giống với con E3, tức là chúng ta chỉ cần chụp hai cái phần này vào tương ứng với hai cái phần của con mắt cảm biến. Đó, và tới đây thì chúng ta chỉ cần nhấn nhẹ xuống là đã vào rồi. Rất là dễ dàng tháo lắp, dễ cho người mới sử dụng. Ở phần càng trước của con Mini 4 Pro này, chúng ta thấy là nó sẽ có hai cái chân đáp như thế này. Đấy, khác so với con Mini 3, dòng Mini 3 thì nó sẽ không có hai cái chân này. Đối với con này nó đã có hai cái vị trí này giúp cho nó đứng cân đối hơn và nó giữ thăng bằng khi mà các bạn có thể là cất cánh ở nhiều địa hình khác, thì chúng ta có thể đặt nó vững hơn thay vì như Mini 3 Pro thì nó hơi trông chênh một chút. Đó là phần khác biệt ở cái đó, thì giúp cho cái quá trình chúng ta sử dụng flycam nó được tốt hơn. Cái phần đằng trước của cái camera nó sẽ có một cái khoảng không rất là rộng và có những cái khe nhá, để nó cho gió có thể là đi qua. Khi bay thì gió nó sẽ đi qua những khe này và nó sẽ chạy thẳng ra đằng sau và thoát qua cái hai vị trí này. Đấy, tức là cái nguyên lý là khí động học như vậy, là không khí nó sẽ đi thẳng qua con drone để giúp cho con drone này nó sẽ tản nhiệt một cách vô cùng là tối ưu luôn. Và ở phía dưới bụng của con drone nó có một cái đèn led vô cùng sáng luôn. Đấy, anh em có thể bay ban đêm và anh em bật cái đèn led này lên, chúng ta có thể tùy chọn chế độ auto, tự động bật, tự động tắt, tức là khi nó gần đáp xuống thì nó sẽ bật lên sáng để nó có thể là giúp cho cái cảm biến độ cao nó hoạt động tốt hơn, có ánh sáng hỗ trợ, thì lúc đó thì con drone nó sẽ có một cái sự thăng bằng vô cùng tốt để nó tiếp đất, nó hạ cánh, và khi bay lên cao rồi thì nó có chế độ là tự tắt để nó tiết kiệm pin. Đó, thực sự là một cái con drone quá nhiều điểm thông minh.
thể quay video ở độ phân giải 4K 60 frame với chất lượng hình ảnh HDR. Quay slow motion ở độ phân giải 4K 100 frame vô cùng là chi tiết. Mini 4 Pro được trang bị cảm biến là CMOS 1/1.3 inch, có thể chụp ảnh ở độ phân giải 48 megapixel, hộp độ f/1.7 và tiêu cự vẫn là 24mm. Flashcam có thể chụp hình với khả năng zoom 2 lần, quay video zoom 4 lần, giúp cho người dùng có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận những hình ảnh từ xa. Khác với chế độ Disney Light ở Mini 3 Pro thì Mini 4 Pro được trang bị chế độ màu 10 bit quay D-Log M. Với khả năng ghi hình ở độ phân giải 10 bit D-Log M thì Mini 4 Pro cho phép ghi lại những hình ảnh với những cái chuyển màu nó tự nhiên và độ chi tiết nó phong phú hơn rất là nhiều. Chế độ quay D-Log M giúp cho người dùng tạo ra những video với màu sắc chất lượng hơn. Camera của Mini 4 Pro có thể nghiêng lên cao một góc 60 độ cho phép các bạn có thể lấy được những cái góc nghiêng lên trời, tạo ra những cái cảnh quay sáng tạo hơn cũng như là cho cái góc nhìn bao quát hơn, đẹp mắt hơn. Ở Mini 4 Pro thì chúng ta vẫn có được cái chế độ True Vertical Shooting, có nghĩa là chúng ta xoay khổ dọc của camera lại theo chiều thẳng đứng để chúng ta có thể quay và chụp khung hình dọc, đáp ứng cho nhiều những cái nhu cầu sử dụng khác nhau. Ở ví dụ như trên những cái mạng xã hội Instagram, Twitter hay TikTok thì yêu cầu khổ hình dọc, chúng ta không cần phải xoay lại hay là crop khung hình lại. Ở một số những chiếc flycam không được hỗ trợ tính năng này. Chúng ta cũng có thêm chế độ video Night Shot ở trên chiếc flycam này, cho phép người chơi có thể là quay được những video trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc là trong điều kiện tối. Chế độ này thì sử dụng một cái thuật toán mà nó có thể tạo ra những video mà nó rõ ràng về hình ảnh hơn. Cảm giác như chúng ta đã có thêm một cái nút màu ở trong cái cảnh quay để tạo ra cho các bạn một cái cảnh nó đẹp hơn, lung linh hơn. Một cái điểm khác biệt trong phần thiết kế thì nó cũng liên quan tới cái được trang bị thêm, đó là cái cảm biến vật cản. Thì chúng ta đã thấy là ở Mini 4 Pro thì cái phần cảm biến của nó đã hơi xéo xéo, ăn ra hai bên hông, giống hệt so với cảm biến của E3 và thậm chí hơn E3, đó là được trang bị thêm hai con mắt cảm biến ở vị trí này. Không những là nó nhìn về đằng sau, nó không đặt ở vị trí này mà nó đặt ở vị trí này, nó sẽ nhìn về được đằng sau. Không những nhìn đằng sau mà nó còn hơi chếch lên, tức là nó có khả năng cảm biến được vật cản ở phía trên của nó, phía trên và ăn ra hai bên hông nữa, trước sau hai bên hông và phía trên cũng như là phía dưới bụng của con drone này cũng có cảm biến vật cản. Cùng với đó là một cái đèn trợ sáng vô cùng là hữu ích khi mà các bạn bay ban đêm. Như vậy thì chiếc Mini 4 Pro này được trang bị cảm biến đa hướng gọi là 360 độ toàn thân giống như E3, giúp cho người chơi chúng ta cảm giác thật sự là an tâm khi mà các bay trong những khu vực mà nó quá nhiều những cái vật cản xung quanh. Đó thì thực sự con này là một cái giải pháp đặc biệt với những ai mà chúng ta yêu thích cảm biến, tránh vật cản. Thiết kế của Mini 4 Pro vẫn đáp ứng một cái trọng lượng chuẩn, đó là 249g, để có thể phù hợp với những cái khu vực như nước ngoài yêu cầu cái trọng lượng tối thiểu của một chiếc drone có thể bay, đó là 249g. Với một viên pin thường, các bạn lưu ý là như vậy nhé. Đây là viên pin thường của con drone này, thì viên pin này nó có dung lượng là 2950mAh. Đấy, chúng ta lưu ý là với cái dung lượng đó thì khi lắp vào chiếc flycam thì nó chỉ nặng là tổng trọng lượng là 249g thôi. Đó. Còn với viên pin plus, viên pin dung lượng cao thì khi lắp vô nó sẽ lớn hơn 250g. Như vậy thì các bạn phải lưu ý là chúng ta sẽ có hai loại pin, pin thường, pin dung lượng cao. Pin dung lượng cao lắp vô thì trọng lượng nó sẽ lớn hơn 250g anh em nhá. Tuy nhiên nếu anh em chỉ bay ở khu vực ở Việt Nam thôi thì chúng ta cũng không còn quá quan trọng. Một điểm nữa đó là khi mà anh em pin mà dưới 10% thì anh em không cất cánh được. Đấy. Dưới 10% chúng ta mặc định là con này là nó không có quay cánh và cất cánh bay lên được. Đấy, anh em lưu ý. Và cái việc mà return to home nó tự động bay về mà thông minh như vậy á, thì nó giúp cho người dùng chúng ta, đó đặc biệt đối với những người mới chơi chúng ta hay bị luống cuống theo những cái trường hợp đó, thì nó sẽ đảm bảo cho an toàn hơn đó. Và mình cũng chia sẻ những cái tính năng thông minh bên cạnh cái việc return to home rồi, ví dụ như là nó vẽ ra cái mô hình máy bay giả lập ở phía dưới mặt đất để cho anh em biết được cái điểm tiếp xúc này, cái điểm đáp, hoặc là nó vẽ ra cái lộ trình bay cũng như là cái điểm homebound ở ngay trên cái màn hình video truyền về, thì đều là những cái tính năng cập nhật rất là hữu ích, hữu dụng. Anh em nhớ lưu ý và anh em sử dụng đầy đủ những cái này để trong quá trình bay chúng ta bay nó an toàn. Tính năng thông minh lần đầu tiên có mặt trên một chiếc flycam của DJI, đó là ArchiCheck 360. Có nghĩa rằng lúc này thì drone sẽ không chỉ theo dõi đối tượng từ một hướng mà nó có thể theo dõi đối tượng từ bất kể hướng nào mà các bạn muốn. Một tính năng kết hợp với cảm biến vật cản đa hướng sẽ giúp cho nó hoạt động một cách trơn tru và ổn định nhất, giúp cho người dùng có thể tạo ra được những cảnh quay mà nó sáng tạo, phục vụ cho công việc tốt hơn.
Dụ tính năng này chúng ta sẽ có một cái bản đồ nhỏ để cho người dùng có thể chọn được hướng di chuyển của drone, theo dõi đối tượng.